cha ni quá anh ta li khe ta tha gà tăng đê và manu sa bu đăng nam ma ta ma su wa ti ta ni bom ma ni quá anh ta li khe ta tha gà tăng đê và manu sa bu gì tăng đam măng nam ma sa ma su ti ho tu ya ni tha pu ta ni sa ma gà ta ni bom ma ni quá cha ni quá anh ta li khe ta tha gà tăng đê và ma nút sa pu di tăng sang găng nam a sa ma su vát ti ho tu thế tôn lời dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành ta đây sự chết sẵn dành thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý mến ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta dù cho tốt xấu tạo ra tự mình theo ta như bóng theo hình ta thọ quả báo phân minh kết gia nhờ đức của chư Phật, gia nhờ đức của giáo pháp, gia nhờ đức của chư tăng, gia nhờ đức của tam bảo, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, gia nhờ đức của tam muôn bốn ngàn pháp môn, gia nhờ đức của tam tạng, gia nhờ đức của chư thiên văn đệ tử Phật, tất cả các tật bệnh của người, tất cả sự lo sợ của người, tất cả sự tai hại của người, tất cả sự khó chịu của người, tất cả điều mộng mỹ xấu xa của người, tất cả điều chẳng lành của người, cầu xin cho được tiêu diệt sự sống lâu, sự tấn tài, sự thạnh lợi, sự sang cả, sự mạnh khỏe, sự sắc đẹp, sự an vui, cầu xin hàng đến cho người, tất cả sự khổ não, tật bệnh, lo sợ hoặc điều oan kết, hoặc tất cả sự uất ức, các cảnh nghịch, hoặc sự khó chịu, hoặc nhiều sự tai hại, cầu xin cho được tiêu diệt, cầu xin cho được tiêu diệt do nhờ các đức nhân của chư Phật, sự vinh hiển, sự phát tài, sự phát lợi, hoặc sự thịnh lợi phong lưu, sự an vui hoặc sức mạnh, sự phước lợi, sự sống lâu, sự sắc đẹp, sự tấn tài, sự tấn hóa, sự sang cả, hoặc sự sống đến trăm tuổi, hoặc sự thành tựu trong việc nuôi mạng cho được an vui, tất cả sự ấy cầu xin hàng đến cho người, tất cả hạnh phúc hàng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui, tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Kính chào đạo tràng, kính chào ông Năm Bình Năm, kính chào Thi An Lạc, chào cô Bình Lê, chào cô Lạc Lê, Nắng Chiều, Nguyên Như, Nguyên Trang, Phật Tử Huynh và Võ Thị Tường Vi. Kính thưa quý vị, tối nay 9 giờ rưỡi, thầy Kinh Milinda sẽ giảng tiếp về muốn học vi diệu pháp. Vì nhớ vi diệu pháp là một cái tạng, là một cái tạng luận ha. Nó có ba tạng. Đức Phật dạy đó là kinh, luật, luận. Tạng kinh, luật, luận nhiều lắm quý vị. Kinh, luật, luận đó cộng lại hết tất cả là 84.000 pháp, pháp uẩn ha. 84.000 pháp uẩn. Mình thường người Việt mình dịch là 84.000 pháp môn. Chứ đúng từ gọi là 84.000 pháp uẩn, tiếng Bali gọi là Dhamma Khandha. Tạng kinh thì có 21 pháp uẩn, rồi tạng luật có 21 pháp uẩn, rồi kinh vi diệu pháp nó tới 42.000 pháp uẩn.
cộng lại tất cả là 84.000 pháp uẩn. Gì nhớ ngay, nội tạng kinh không á, người mà học kinh á, nghiên cứu kinh, học kinh thì người này cũng đắc đạo quả A-la-hán đó quý vị. Tạng tạng kinh đó, người nào mà nghiên cứu kinh, học kinh, hành theo lời Phật dạy đó, thì người này đạt đến đến đạo quả A-la-hán đó. Mà cái người mà thành tựu đạo quả A-la-hán thì những vị này có lục thông, có lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông và túc mạng thông. Tuyệt vời như vậy đó quý vị. Còn nói về tạng 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 luật đó ha, người nào mà trì luật á, trì trì luật đó, thì người này đó cũng 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 đắc đạo quả, có tâm minh đó quý vị, cũng có đạo a la hán và có tâm minh đó, là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Hay lắm. Mà tạng luật á thì rất là nhiều, tới 227 giới luật cho tỳ khưu á, còn 320 mấy là cho tỳ kheo ni. Nhiều kinh lắm, nhiều nhiều luật lắm, mà mỗi một cái luật á nó có cái câu chuyện của nó. Mình nói 227 thì ít ha, thì cái đó mà nếu mà mình đi vô trường thiền đó, hoặc là mình đi vô những cái trường học đó, thì họ viết cho mình 227 luật, mình đọc theo đó là mình biết cái luật, mình một vị tỳ khưu mình theo đó mình hành. Nhưng nếu mà cái người mà học học luật á, nghiên cứu luật á, thì phải biết rõ nguồn gốc của mỗi cái luật. Ví dụ như Đức Phật đặt ra một cái luật là không đi trì bình khất thực vào buổi chiều đó, thì nó có cái câu chuyện của nó rất là hay. Rất là hay. Người nào mà trì 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 luật đó, đó là thiền định, tâm người đó định lắm quý vị, định lắm. Hành người nào mà hành theo luật đó là cái tâm người đó định lắm. Tại vì nếu mà không không chú ý, không quên quên luật cái là phạm. Phạm là phóng dật. Ví dụ cái gì mình nói là luật căn bản của người cư sĩ thôi nha, căn bản của người cư sĩ là ngủ 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 giới, phải không? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các thứ say. Thì nó có hai hai cái ý nghĩa, ý nghĩa thô tế và vi tế. Cái người mà giữ giữ giới á, là khi mà ta đọc ngũ giới á, thì đó chỉ là thô thôi, cái phần thô tế thôi. Cái phần vi tế là ở trong tâm á, trong tâm mình cũng không có vi phạm nữa. Thí dụ như không sát sanh, sát sanh thì mình đọc là không sát sanh, mình giữ giới là không sát sanh đó. Nhưng khi mà mình thấy ai hại mình, hoặc là con thú nào nó hại mình, nó tấn công mình đó, mà mình không có một cái ý mà hại nó, giết nó đó, đó thì cái đó mới mới là đúng. Chứ còn mình đọc, nhưng mà nhiều khi mình thấy con vật con thú nào mà nó muốn hại mình, mà mình muốn giết nó, như vậy thì cũng cũng bị kẹt rồi, tại vì cái tâm của mình nó vẫn còn phiền não. Cho nên người giữ giới là cả hai phần thô tế và phần vi tế. Khó lắm quý vị, không phải dễ đâu, không phải dễ đâu. Dễ gì, người ta chửi mình, mắng mình, đánh mình, giết mình mà mình không có cái ý mà hãm hại hoặc giết hại giết họ, vì đó cũng khó khó lắm, không phải dễ. Ví dụ như không trộm cắp đi đó, mình đi tới nhà hoặc là đi trên đường, đừng nói trong 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 nhà, mình đi trên trong cái trên đường, cái khu đó, trước nhà người ta, hoặc là trong công viên, hoặc là trong chùa, ở ngoài công viên thôi đó, rồi lấy tiền đô người ta để 10.000 ở trên cái băng ghế nào đó ha, mà mình không 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 lấy không lấy, và cái trong tâm mình nó cũng không có khởi ý muốn lấy. Cái đó đó, phần thô tế và vi tế mà được thành tựu thì cái tâm người đó mới trong sạch lắm.
ngũ giới không là đã khó lắm rồi đó, huống chi bị 227 giới. Rồi kinh luật luận ha, người nào mà trì 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 kinh thì người đó cũng người đó sẽ đắc đến đạo quả A-la-hán. Thì có luật thông ha, người nào mà trì luật á, trì luật mà thành tựu luật luật á, thì người đó có đạo quả A-la-hán, có tam minh, nhãn minh, thần túc minh và lậu tận minh. Còn người nào mà học mà trì luận 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 á, tạng luận này đó, người này cũng đắc đạo quả A-la-hán, đạo quả A-la-hán, và người này có tứ tuệ phân tách, có tứ tuệ phân tách đó quý vị. Tức là tứ tuệ phân tách đó là tứ vô ngại giải ha, rồi pháp vô ngại giải, xin lỗi, từ vô ngại giải, từ phân tách chứ, thông suốt đó. Pháp vô ngại giải, rồi lý vô ngại giải, và biện luận biện tài vô ngại giải. Đó, cái vi diệu pháp này nó hay lắm. Cái người mà học vi diệu pháp, nói vi diệu pháp họ nói chính xác, nói đúng pháp, nói không có sai từ, rất là hay. Cho nên cái chuyện mà học Tam Tạng Kinh đấy, đây là một cái điều rất rất là quý báu ha. Rồi bây giờ là 9:16, xin nhắc một chút xíu nữa, đó là cái pháp niệm tâm nha. Làm gì làm, tu gì tu, tu thiền định thiền quán thì cũng phải biết cái pháp niệm tâm. Ví dụ tâm mình giận, mình biết mình đang giận, tham mình biết mình đang tham, mình biết nó là vô thường khổ vô ngã thì từ từ nó hết à. Chứ chứ không 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 biết niệm tâm á, thì nhiều khi mình nghĩ bậy nói bậy, nghĩ xạo nói xạo thì nó vẫn còn nguyên, phiền não còn y nguyên. Cho nên cái pháp niệm tâm á, nó rất là hay, cho nên phải phải luyện luyện cái pháp niệm tâm. Sợ hay biết mình đang sợ, buồn mình biết mình đang buồn, vui mình biết mình đang vui, vậy thôi. Thì từ từ mình hiểu nó là lý vô ngã, các pháp do duyên sanh, các pháp tùy duyên sanh, các pháp tùy duyên diệt. Thì lúc đó tâm mình sẽ được an vui giải thoát. Rồi bây giờ gửi mic, bây giờ là 9:17. Nguyên Trang, Nguyên Như có muốn ôn lại vi diệu pháp gì không? Kính mời nha. Rồi khi nào thầy kinh tới thì quý vị mời thầy ha. Rồi cô Phật. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ hôm nay con có mời được cô Bình Lê là cô Trúc Nguyên. Hôm bữa giờ con thấy cô vào nghe mà cô chưa có đọc kinh lần nào hết. Thôi hôm nay con xin mời cô đọc. Thi Lâm ơi, Thi Lâm có thể đăng bài được chưa vậy em? Xin mời Thi Lâm đăng bài ha. Xin quý vị hoan hỷ chờ một chút xíu. Dạ trong thời gian chờ Thi Lâm, con nghĩ là cô Lạc Lê đã có bài rồi. Con xin cô đọc trước để cho đạo tràng có. Xin sao vừa mới vào. Dạ con xin cô đọc Lạc Lê đọc trước cho cái room có khí thế một chút xíu. Thi Lâm sẽ post bài lên. Dạ cô có nghe được âm thanh của con không ạ? Xin cô cho con tín hiệu thưa cô. Dạ, con xin nhường mic lại cho cô Lạc Lê ạ. Cảm ơn Nguyên Như. Cảm ơn Nguyên Như. Dạ con Lạc Lê. Con trước hết con
Kính lễ lễ Bà Ngô Tam Bảo và Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá và Nam Đăng Kha Giá. Con kính lễ chư Đại Đức Tăng, quý cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ con kính đảnh lễ thầy thầy kinh. Dạ con xin đặt bài, hình như là thầy vào rồi mà mình đọc được không ta? Hello. Alo. Ok. Tất cả là pháp, pháp được chia làm hai, pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm hai, chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi được chia làm hai. Ác pháp, danh pháp, danh pháp, danh pháp được chia làm hai, sở hữu tâm, tâm, tâm được chia làm hai, tâm siêu thế, tâm hiệp thế, tâm hiệp thế được chia làm hai, tâm đau đài, tâm dục giới, tâm dục giới được chia làm hai, tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai, tâm vô nhân, tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai, tâm vô nhân, tâm bất thiện được chia làm ba, tâm tham, tâm sân, tâm si. Hết bài. Không có thấy bài nữa. Alo. 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 Nguyên Như ơi, không còn thấy bài nữa Nguyên Như ạ. À. À, bây giờ thôi, để bây giờ trừ đã thầy Kinh đã vào rồi, cho nên cô chắc là cô phải nhường mic lại để hay sao ạ. Tâm, ok, tâm tham được chia làm tám, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly vô trợ, tâm tham gì cơ, lại cơ giảng chạy tùm lum. Dạ thì xin con xin giám hối đọc. Tâm tham được chia làm tám, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hộp tà vô trợ, tâm tham xó xả hộp tà hữu trợ, tâm tham xó thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ, tâm sân được chia làm hai, tâm sân thọ ưu hợp phân vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phân hữu trợ, tâm si được chia làm hai, tâm si thợp xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phong vật, tâm vô nhân được chia làm hai, tâm quả vô nhân, tâm duy tác vô nhân, tâm quả vô nhân được chia làm hai, tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân, tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm bảy, tâm nhãn thức thọ xả bất thiện vô nhân, tâm nhị thức thọ xả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thức khổ bất thiện vô nhân, tâm tiếp thâu xả bất thiện vô nhân, tâm quả bất thiện vô nhân. Oh my God.
Tâm di tác vô nhân, tâm khang ngũ môn thọ xả, tâm khang y môn thọ xả, tâm ưng cung vi tiêu thọ hỷ. Dạ con đã đọc xong rồi, con xin nhận biết lại, xin nhận biết lại cho nha, cho người Như Như ơi. Nam mô Bức Thầy giá. Dạ con xin kính tri ân cô đã đọc bài. Dạ bây giờ con xin một lần nữa con mời cô Trúc Nguyên Lô Bình Lê. Dạ mấy bữa nay cho cô vô lớp hoài mà con chưa thấy cô lên đọc. Dạ hôm nay con xin cô xa thú lớp cũng còn 5 phút nữa đó thưa cô. Dạ con xin cô cầm mic tạ. Nam mô Bức Thầy giá. Dạ cô Trúc Nguyên ơi, cô có nghe được âm thanh của Như Như không vậy cô? Không có đâu, Như gọi cô rồi, cô đọc mà. Cô ok. Rồi con dâng mic lại cho cô ạ. Thưa cô nhấn vào cái nút của micro đó cô, xong rồi cái cô cứ đọc như bình thường thôi nha cô. Con xin xuống ạ. À. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm và dạ, kính chào thầy kinh, kính chào đạo tràng. Dạ cô Trúc Nguyên ơi, khi mà cô nhấn vô cái microphone đó cô đụng vô đó thì nó có sẽ có một cái hàng xanh đó cô. Rồi cô đụng đó cái được cô đẩy lên nha cô thì cô mới cầm mic. Còn thôi là mình nhấn vô cái microphone mình đẩy lên luôn thì mình mới cầm mic, chứ cô nhấn vô mà cô nó sẽ bị tuột mic, nó rớt ra nha cô. Nha cô lên cầm thử nha cô. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Dạ, con kính chào đạo tràng. Con xin thử nếu mà có nghe. Dạ, mô Phật. Dạ, con xin đọc bài. Tất cả là pháp, pháp được chia làm hai: pháp thực đế, pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm hai: chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi được chia làm hai: sắc pháp, danh pháp. Danh pháp được chia làm hai: sở hữu tâm, tâm tâm được chia làm hai: tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế chia làm hai: tâm đạo đài, tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm hai: tâm dục giới tình ảo, tâm giới vô tình ảo. Tâm dục giới vô tình ảo được chia làm hai: tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm bất thiện được chia làm ba: tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham được chia làm tám: tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà ly trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Tâm sân được chia làm hai: tâm sân thọ ưu hợp phân vô trợ, tâm tân hợp phân hữu trợ. Tâm si được chia làm hai: tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phong vật. Tâm vô nhân được chia làm hai: tâm quả vô nhân, tâm di tác vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm hai: tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân.
Tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm bảy. Tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân được chia làm tám. Tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xả quả quả thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xả quả bất quả thiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Tâm di tác vô nhân được chia làm ba. Tâm khăn ngũ môn thọ xả. Tâm khăn nghi môn thọ. Tâm ưng cung vi tiêu thọ hỷ. Dạ con. Dạ con xin xuống. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa quý vị, nghe rất là hay phải không quý vị? Mỗi ngày nếu mà mình có thể đọc và ôm được cái kinh này rồi nghe chư pháp hoặc là nghe thầy kinh vào giảng thì như thấy nó rất là thấm thấm đường thấm muối. Dạ, bây giờ con thấy thầy đã vào lớp. Dạ con xin kính dâng mic lại cho thầy để thầy có dạy chúng con bài học ngày hôm nay thưa thầy. Như xin dâng mic lại cho thầy ạ. Mô Tha Giá, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Nghe rõ mà, alo. Rồi, ok ha. Vì diệu pháp rất là xa thú, nghe vui. Nếu mà hồi xưa có gì biết hồi xưa mà có nếu mà có sư Thiện Minh còn sống á. Thì thường mình sống cộng chế ra luôn tụng vi diệu pháp bằng nghe cải lương thôi tụng kiểu sáu coi giọng cổ nữa cho nghe nhớ lẹ nữa sự liên minh thì khoái nghe cải lương alo giờ còn nghe rõ không à alo nghe rõ gì được ha ok rồi hôm nay chúng ta tiếp tục bài học về phần tâm sở thì chương trình hôm nay cũng có hai ba phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ đọc đọc Bali 38 pháp hạnh phúc như là ngâm kệ. Phần thứ hai là học vô bài học và phần thứ ba là những câu hỏi đố vui có thưởng. Trước khi vào pháp học chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tóm Tắt. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ acchivādemi svakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato savakasangho saṅghaṃ namāmi
Samma sambuddhamma tulang sasattham magaluttamang apivadiyapasissang apithammatthasang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, chương trình chúng ta bắt đầu ha. Xin mời quý vị quan hỷ cùng nhau lên đọc Bali. Lần đầu tiên thì chúng ta đọc theo kiểu kinh, lần thứ hai chúng ta tụng kệ. Trong phần này có Bali, phần tiếng Việt và cả luôn phần tiếng Anh. Sẽ giúp cho chúng ta có thêm được nhiều cái kiến thức về Phật học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm. Bạch sư có thể đọc trước rồi đạo tràng nối đuôi theo sư sao ạ sư? Dạ con xin dâng mic lại cho sư Thanh Tâm ạ. Dạ, mô Phật, trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào thầy kinh và kính chào đạo tràng. Bây giờ sư xin đọc bài hạnh phúc kinh ạ. Sư mở hàng trước. Kinh 38 hạnh phúc. Mata pitu upatha năng butta da rasa sangaho anakula chakamanta e tăng mangala butta mang. Hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Supporting one's parents, cherishing husband's wife, cherishing one's children, not leaving one's work undone, highest happiness. Mata Pitu, rồi như vậy là sẽ đọc xong rồi, mời vị kế tiếp nha. Hay lắm quý vị, đọc mời quý vị đọc nha. Nguyên như con xin kính mời cô Lạc Lê, mời cô Bình Lê, mời bác sĩ Tâm Đức. Xin mời mọi người tiếp tục đọc cho nó đỡ mất thời giờ của lớp nha quý vị. Xin quý vị giơ tay hoan hỷ ạ. À. Con xin xuống ạ. À. Mô Phật, con kính xin đọc nhé. Tâm Đức xin đọc. Dạ. Con chưa có đọc này bao giờ hết, có gì sai. Dạ, kinh 38 pháp hạnh phúc. Mata pitu upatthanam putta darasa sangharaho anakula chakamata etam mangalam uttamam. Hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Supporting one's parents, cherishing her wife, cherishing one's children, not leaving one's work undone, highest happiness. Dạ, mô Phật ạ.
Nam mô Bố Thầy giá. Dạ, con chưa thấy ai giơ tay, thôi con xin đọc một chút xíu để tránh làm mất thời gian của lớp học ạ. Dạ, kinh 38 pháp hạnh phúc. Ma ta bi tu u bát tha năng bút ta đà ra sa sang ga hồ ana cú la cha cầm mạnh ta e tăng măng ga lá mút tám măng hiếu thuận bậc sinh thành dưỡng dục vợ và con sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Supporting one's parents, cherishing wife, cherishing one's children, not leaving one's work undone, highest happiness. Mata bitu ubatanang buddhadara sasanggaho anakula cakamanta etamanggalamuttamang. Dạ con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ. Nguyên Như đọc xong rồi Nguyên Trang ơi, thôi Nguyên Trang lên đọc đi, mọi người đã đọc nha, để đến lúc mình mình sắp học rồi, xa thú xa thú. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con kính lãnh lễ sư Thanh Tâm, kính chào thầy kinh. Dạ nãy Nguyên Trang thấy là cô Bình Lê cô cầm mic mà cô bị rớt mic, chút nữa cô cầm lại nha cô. À, dạ con không biết cô có nghe được âm thanh của Nguyên Trang không ạ? Dạ dạ con để khỏi làm mất thời gian, dạ con xin đọc bài ạ. Kinh 38. Dạ cô nghe âm thanh của con. Dạ con đọc xong rồi có gì cô cầm mic lại ha cô ha. Kinh 38 pháp hạnh phúc. Mata bitu utpatha nang Tada rasa sangga ho ana kula cakamanta e tang mangala mutta mang. Hiếu thuận bậc sanh thành dưỡng dục vợ và con sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Supporting one's parents, cherishing husband wife, cherishing one's children, not living one's work undone, highest happiness. Mata pitu utpatthanam buddhadaram sasanggaho anakula cakkhamanta etang manggalamuttamam. Dạ con đã đọc xong ạ. À. Dạ con mời cô Bình Lê nha. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Dạ con kính chào đọc. Bài. À, kinh 38 hạnh phúc, pháp hạnh phúc. Mata bitu upathanang putta darasa Sanggaho anakala cakkhamanta etang manggalam muttamam. Hiếu thuận bậc sinh thành dưỡng dục vợ và con sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Supporting one's parent, cherishing husband wife, cherishing one children, not leaving one work undone, high guess, happiness. Dạ, con xin xuống mic ạ.
Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ thầy kinh cùng các anh chị em trong đạo tràng. Con xin đọc ạ. Kinh 38 Pháp Hạnh Phúc. Mata bitu ubatha nang buttadara sasho anakula chakamanta e tăng mang galamuta mang. Hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Dạ, con đọc phần Pali với phần tiếng Việt ạ. Con xin đọc phần kệ ạ. Mata bitu ubathanang buttadara sasangaho anakula cakammanta etang mang galamuta mang. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bất Thai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, con kính lệnh lễ Thầy Kinh. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú số 38. Dạ. Mata bi tu áp pa ta năng pu ta đà rát sa san ga hồ anà cu là cha khẩm mata e ta măng ê ta măng ca la la mút ta măng ma ta bi tu úp pa ta năng pu ta đà rát sa gần sang ga hồ a na ku la cha khẩm măng ta ê ta măng ca la mút ta măng. Hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Dạ, con xin đọc kệ. Mata bi tu upata nang putadaran sa sangga hong anakulang cakamantang etamang galamuntamang mata bitu upatanang buta darang sasagahong anakula cakamatang etang mang galamutamang. Hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Và con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ. Tha giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá, kính đảnh lễ sư Thanh Tâm cùng chư Tôn Đức Tăng, kính chào thầy kinh ạ. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 38 Hạnh Phúc ạ. Ma ta bi tu un ban tha năng bút tha đa rát xa sang ga hồ anakula cha cam măng ta e tăng măng ga là mô ta măng. Ma ta bi tu bốn ta năng bốn ta đa rát sa sang ga hồ anakula cha cam măng ta ê tăng măng ga là mô ta măng. Ma ta bi tu a bốn ta năng bốn ta đa ra sa sang ga hồ a na cu la cha cầm măng ta ê tăng măng ga là mô ta măng. Hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Support tinh quan bay rành.
cherishing husband, wife, dear reaching one children, not leaving one work undone, highest happiness. Dạ, con đã đọc xong rồi, xin gửi mất lại cho đạo tràng ạ. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là diệu pháp ạ. Con kính đảnh lễ quý sư, con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Mata vipu ubhatanang buddha yarase sangaho anakula cakang mangta etang mang gale muthamang. Mata vipu ubhatanang buddha yarase sangaho anakula cakang mangta etang mang gale muthamang. Hiếu thuận sinh thành, dưỡng dục vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Hiếu thuận bậc sanh thành, dưỡng dục vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Dạ, con xin hết, con xin xuống đi. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ, thưa lớp của mình hôm nay lên đọc rất là hoan hỷ. Còn vị nào có muốn đọc bài nữa không thì xin giơ tay trước khi mình vô bài mới. Ồ, còn Châu Nguyễn nè. Châu Nguyễn em đọc khi trước khi mình vô bài mới nha em. Xin mời. Nam mô Bụt. Dạ, con sang lễ chư tôn. Dạ, con đọc Mita này thuận. Thưa con là đọc. Dạ, dạ, dạ chị Nguyễn Trang đã nghe được âm thanh của em ạ. Dạ thưa, dạ con xin đọc lại ạ. Dạ tại hồi nãy giờ con không thấy. Dạ con cảm ơn cô Lạc Lê. Con xin đọc lại bài ạ. Kinh 38 Pháp Hạnh Phúc. Mata pitu upatthanang buddhada rasa sanggaho anakula cakamanta etang magalamuttamang. Hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Supporting one's parents, cherishing husband, wife, cherishing one's children, not leaving one's work undone, highest happiness. Dạ thưa, đọc xong ạ. Con xin phép được xuống mic. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng ạ. Sa thú lành thai. Dạ con xin kính mời đạo tràng. Còn có vị nào muốn xung phong lên đọc bài nữa trước khi thầy giảng, xin mời đưa bàn tay xinh đẹp để Nguyên Như nhường mic lại ạ. Dạ thưa thầy, cũng có vài vị mới vô, thành ra chưa có quen cái không khí sinh hoạt ở trong lớp nhỏ của mình, thành ra còn nhát. Mà con thấy thầy
chánh tâm đã vô được 1 tháng rồi mà vẫn còn nhát như thường. Tự do hồi nãy giờ con cứ lượn qua lượn lại mà không có thấy chánh tâm. Giơ tay lên đó thầy. Chứ đừng nói là quý vị mới vô. Chọc chánh tâm một chút xíu thôi, chứ để chừng nào mà tự nhiên đó thì cái giọng anh vàng sẽ tự nhiên cất lên thôi. Dạ, con thấy không có còn ai giơ tay lên nữa. Con xin nhân mic lại cho thầy để thầy bắt đầu buổi học của ngày hôm nay. Dạ, quý vị chuẩn bị tập vở viết bút nha quý vị. Dạ, con xin nhân mic lại cho thầy ạ. Đây, xa thứ xa thứ, hôm nay lớp vui quá ha. Rất là hoan hỷ được nhiều người lên kệ này. Chánh tâm thì chắc còn chưa có tự tin, thiếu tự tin, phải chịu khó tập Bali chút xíu, có nhờ ai đó, nhờ Nguyên Như hay là Nguyên Trang hay Châu Nguyễn gì đó chỉ cách đọc chút xíu là đọc được thôi. Dạ, với vậy đó. Đó, thì mình đọc mấy câu này nó ngắn ngắn này nó dễ đọc ha. Thế giờ qua cái phần bên ví dụ pháp, mà bài ví dụ pháp thì mình nếu mình nó không vững mình đọc nó khó đọc lắm. Nên là bây giờ cứ tập mấy nhỏ nhỏ này trước cho nó thuần cái miệng, rồi từ mình đọc là mấy bài khó. Nhưng mà đừng có sợ, lên đọc đại đọc thôi, đọc từ từ mình biết mình sai mình sửa, chứ đừng sợ. Sợ quá đâu rồi. Rồi thấy có huynh Phật tử Quỳnh vậy nè. Mới vô là sao không thấy lên đọc gì đây? Rồi hôm nay chúng ta tiếp tục học ha. Rồi là chúng ta học viết xong là 19 tâm sở tịnh thảo biến hành là xong phần đó. Hôm nay chúng ta qua phần tâm sở giới phần, học về phần tâm sở với giới phần. Phần này rất là quan trọng, rất là cần thiết trong cái cuộc đời tu học của mình ha. Viratti Cetasika, tâm sở giới phần. Viratti Cetasika, Viratti Cetasika, rồi đó là tâm sở giới phần. Rồi, này. Cái chữ Viratti là từ căn chữ quý cộng râm. À, quý cộng râm có nghĩa là thỏa thích trong, thỏa thích trong là cái căn gốc này ha, thỏa thích trong. Rồi, boss bài chạy nó mất rồi. Thỏa thích trong, nghe nói thỏa thích trong cái im luôn rồi. Thấy thỏa thích trong thỏa thích nó đã quá thôi ngồi luôn. Rồi xuống dòng chữ quý rá tí, quý cộng răng nha, bây giờ là quý rá tí hai chấm là tiết chế thỏa thích trong sự kiên cử. Và từ cái chữ quý rá tí đó, quy đầu tiên là tiết chế thỏa thích trong sự kiên cử. Thì như vậy cái quy đầu tiên chơi nó sẽ khá làm sẽ phần này nói về cái sự tiết chế, mà tiết chế có cái sự thỏa thích, có cái sự hoan hỷ trong cái sự mà tiết chế này, trong cái sự kiên cử, trong cái sự gìn giữ này, chứ không phải là bị gò bó khó chịu ha. Mà khi mình còn cảm thấy gò bó khó chịu thì như vậy chưa gọi là quy đầu tiên. Cho nên cái quý đá tí tức là có được cái sự hoan hỷ, chẳng hạn như mình giữ giới trong cái quý đá tí, tức là giữ giới trong cái sự hoan hỷ, trong cái sự thích thú cái sự giữ đó. Còn mình giữ mình giống như bị người ta bắt buộc mình giữ, hoặc là giữ do sợ, giữ do này kia nọ, những cái lý do mà nó không cần thiết, không có hợp pháp đó, thì chưa gọi là thỏa thích trong sự kiên cử. Thì trong sách mà Attassa Lini có phân ra là có 3 loại tiết chế. Thì như vậy giờ mình xuống mình ghi có 3 loại quý rá tí, có 3 loại quý rá tí là tiết chế. Ba loại quý rá tí, một thì copy chữ Bali luôn cho nó
một là Sambattavirati. Sambattavirati kiên tránh do có được, là cái thứ nhất, kiên tránh do có được. Kiên tránh do có được, à đúng rồi đó. Thì bây giờ cái chữ Sambattá là Sambattá là ghi là Sambatti, nó từ chữ Sambatti, à, mình thay vì Bát Tá mình ghi chữ Tí, Sambatti có nghĩa là sự may mắn, hạnh phúc, sự may mắn, hạnh phúc. Kiên tránh làm xuống dòng ha, là sự may mắn hạnh phúc nào là xuống dòng. Kiên tránh làm điều bất thiện do có được, à, xuống dòng. Cái làm dòng kiên tránh làm điều bất thiện do có được. À, tức là cái sự kiên tránh làm những cái điều bất thiện, tức là mình tránh không làm những điều bất thiện do có được. A à, A à nhỏ đó, tập quán nhiều đời kiếp trước, à, tức là do cái tập quán, do có được cái tập quán nhiều đời kiếp trước. A nhỏ, do tập quán nhiều đời kiếp trước. Tập quán nhiều đời kiếp trước. À, tức là những người mà ta có những cái thói quen, những cái tập quán do nhiều đời, nhiều kiếp trước họ đã từng kiên tránh, họ từng gìn giữ như vậy đó. Kiếp nào sanh lại họ vẫn có được cái đó. Chẳng hạn như có trong những cái tích, có những vị mà chúng ta biết là có những vị phạm thiên ở những cõi trời sơ thiền đó, à, như cái vị đó, cái vị phạm thiên đó, ta diện tôi qua này, thì khi vị đó là chết đó, mệnh chung ở trên cõi sơ thiền đó, tái sanh về cõi nhân loại này, à, thì từ cõi phạm thiên sơ thiền là ông ta mới tái sanh về cõi nhân loại, sanh vào trong dòng vua, được làm một vị hoàng tử, à, khi ông sanh vào làm vua là làm hoàng tử trong một cái dòng gia tộc đó, dòng hoàng tộc đó. Thì từ hồi nhỏ đó thì ổng có một cái thói quen, ổng có cái là tập quán ổng là không chịu được cái mùi nữ nhân, à, có cái lạ đó, ổng không có thể nào ổng ngửi được cái mùi của người nữ, à, ổng không thể gần gũi được người nữ, nên người ta gọi ổng có cái tên là Anithiganthá. Anithiganthá là không có mùi nữ nhân, à, ganthá là mùi đó, Anithiganthá là không có mùi nữ nhân. Là ông này kiếp trước nhiều là những cái trước ông có cái tập quán rồi, ông không có thích cái mùi của người nữ, à, đây là cũng là cái đặc biệt của ông, à, lạ vậy đó. Có nhiều người có những cái tập quán cũng lạ, hoặc là tiền thân của ngài Mahakassapa đó, à, cũng là ông coi ngày thời xưa bao nhiêu đời kiếp trước ngài cũng có những cái phẩm hạnh mà thực hành về và thành thiện pháp đó. Ngài hành chung với bà Phát Đa, tức là ngài Phát Đa, nên hai người hành phẩm hạnh chung như vậy, nên kiếp này sanh ra mặc dù gặp nhau cha mẹ là cho kết hôn, bắt vậy là giống như gả cho kết hôn nhau, nhưng mà hai người sống chung nhau do những cái tiền thân kiếp trước đã là những người có những hành phẩm hạnh không gần gũi là nam nữ, cho nên chính vì vậy hai người dù cho kết hôn theo lời mẹ cha dặn, nhưng mà cái thói quen vậy họ không có gần nhau, à, họ vẫn giữ là không có cái sự uối như là vợ chồng, à, đó là do có được cái người ta kêu như tập quán nhiều đời những kiếp trước, à, quý vị nghe mà alo nghe rõ hả, rồi đó là do những tiền thân là những cái tập quán nhiều đời những kiếp trước. B là do truyền thống gia tộc. B là do truyền thống gia tộc. B do truyền thống gia tộc. Do truyền thống gia tộc. Tức là cái truyền thống của trong một cái gia tộc nào đó, là có những cái truyền thống của họ là, à, phải người sanh con làm cháu là phải có hiếu lễ với cha mẹ, và cái hiếu lễ nghĩa trí tính vân vân, phải có đời sống là đạo đức chân thật theo truyền thống của gia tộc vân vân, thì đó là do truyền thống gia tộc họ có cái sự mà
kiên giữ, kiên tránh, và họ không dám phạm vào những điều đó do bởi truyền thống, do cái luật lệ của gia đình, của gia tộc. Nếu mà phạm vô là sẽ bị đuổi khỏi nhà, phạm vô sẽ bị trục xuất ra khỏi gia tộc, thì đó là do truyền thống của gia tộc. Đó là cái thứ B là có được không. Rồi C là do suy tư đến dòng dõi. C là do suy tư đến dòng dõi, tông môn, địa vị, tuổi tác, nền giáo dục, chấm chấm chấm. Do suy tư đến dòng dõi, tông môn, địa vị, tuổi tác, nền giáo dục, chấm chấm chấm. Rồi đúng rồi, tức là do cái người đó người ta suy tư đến cái mình. Ví dụ như bây giờ Châu Nguyễn hay là Nguyên Trang hay là Hồng Nhung hay là Kim Nhung hay là Nguyễn Như, mình muốn làm gì đó mình không dám làm, muốn làm gì sai quấy chút xíu mình không làm, bởi mình nghĩ đến dòng dõi của mình thuộc dòng dõi là cao sang, dòng họ dõi đại gia vua chúa đó không, tông môn như vậy không, là thuộc về tông môn là quý trọng này kia ha, hoặc là mình là người có địa vị xã hội, mình là bác sĩ, là dược sĩ, là kỹ sư, hoặc là mình là những người có chức vị trong cái xã hội, mình không dám phạm vào những cái điều mà đem đến cái sự tổn thương về cái địa vị đó, hoặc là những vị có tuổi tác chẳng hạn, như có cái tuổi lớn thì lớn rồi già rồi không có làm cái chuyện đó, không có đi ăn chơi, không có này cái nọ, thì chính vì như vậy họ kiêng tránh những cái điều đó. Thì chúng ta thấy rất là nhiều cái cách mà để kiêng tránh, do có được những cái đời sống trong cái đời sống của mình, do dòng dõi, thông tông môn, địa vị, tuổi tác, giáo dục, hoặc là do truyền thống vân vân. Thì đó là cái thứ nhất được nói lên là kiêng tránh do có được. Rồi thứ hai số hai là này, cái bi này số hai Samadana Viratti. Samadana Viratti là số hai, là kiên tránh do có thọ trì giới luật. Kiên tránh do có thọ trì giới luật, mở ngoặc đời đạo, mở ngoặc kiên tránh do có thọ giới luật. Đời đạo rồi, tức là cái mục thứ hai này là một người mà kiên tránh do mình có gìn giữ, mình có nguyện, mình thọ trì giới luật, hoặc là mình có giữ những cái giới luật theo đời, tức là mình giữ những cái điều mà xấu, cái điều mà gây tai hại đến người khác, phạm vô luật đời có thể bị bắt, bị giam cầm, bị tù tội, thì người này là có một cái sự kiên tránh những điều đó. Chẳng hạn như mình lái xe, mình giữ những luật lệ này kia nọ, đó là mình kiên tránh do có gìn giữ cái luật của đời. Nhưng mà còn mà kiên tránh do tình nguyện và tự nguyện mình giữ luật, tức là mình giữ giới luật theo đạo. Như giờ mình nguyện giữ ngũ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, thì đó là do kiên tránh do mình thọ trì giới luật theo đạo, là mình biết được do cái sự mà phạm vào những giới này nó sẽ là nhân sẽ đưa đến những cái kết quả như thế nào đó. Mình hiểu được, do như vậy mình hoan hỷ, mình vui thích trong cái thọ trì về giới luật, về đạo. Đó là cái kiên tránh, là mình kiên tránh do mình có thọ trì, mình có gìn giữ, mình có sự mà thích thú thọ trì trong cái giới luật. Đó là cái thứ hai là Samadana Viratti. Quý vị có nghe rõ không? Alo. Yeah, rồi, tiếp theo được không? Số 3. Số 3 này gọi là và Samuchche Dawirati. Samuchche Dawirati, kiên tránh do đoạn trừ
Cái mút chè đã đấy, kiêng tránh do đoạn từ. Tức là cái pháp mà kiêng tránh do đoạn từ này nó tức là nói đến một cái những vị thánh, chẳng hạn những vị thánh mà giống như Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán đó, thì những vị thánh đó là kiêng tránh, những hạn như bậc thánh Tu Đà Quần vì ta không không bao giờ phạm vô ngũ giới, tức là ta kiêng tránh như là tiết chế không bao giờ phạm vô ngũ giới. Bởi vì sao? Bởi vì những cái điều đó họ đã tận diệt, họ đã những cái pháp bất thiện họ đã tận diệt, họ đã không còn phạm cho nữa. Tức là những vị thánh Tu Đà Quần tận diệt được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thì họ đã diệt được những pháp đó, thì những cái năm giới là họ là hoàn toàn giữ sạch sẽ, không bao giờ phạm vô. Bậc Tư Đà Hàm thì làm giảm nhẹ dục ái và sân, bậc A La Hàm thì không còn quan hệ về vấn đề tình dục nữa, bậc A La Hán thì chấm dứt luôn tất cả bất thiện pháp. Thì đó là cái thứ ba được gọi là kiên tránh do đoạn trừ, bởi vì đoạn trừ từ phần lên là những cái vấn đề đó họ không còn tái phạm nữa, không còn phạm gì nữa. Đó được gọi là Samuchche đã quy rất tí, kiên tránh do đoạn trừ. Rồi xuống dòng tám pháp kiên giữ khác, hai chấm. Tám pháp kiên giữ khác. Dòng năm căn, hai chấm. Năm căn, hai chấm. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc với năm cảnh sắc, thinh, hương, vị, xúc. Tức là năm căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc với năm cảnh sắc, thinh, hương, vị, xúc, không để cho tham sân sanh khởi hoặc phạm vào giới cấm. Không để cho tham sân sanh khởi hoặc phạm vào giới cấm. Tức là năm pháp đầu là kiên giữ, tức là thuộc về kiên giữ về mắt, về tai, về mũi, về lưỡi, về thân, không cho tiếp xúc với năm trần cảnh là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Không phải là không cho mà để cho, mặc dù cho có sự tiếp xúc như vậy, họ gìn giữ hoặc kiên kiên tránh làm thế nào đừng để cho những cái ác bất thiện pháp nó sanh khởi, chẳng hạn như tham sanh khởi hay sân sanh khởi, hoặc là phạm vào những cái giới cấm đã được gìn giữ. Thì như vậy họ kiên giữ cái này được gọi là phòng hộ năm căn, tức là phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì khi mắt mình nó tiếp xúc với cảnh sắc, nếu chúng ta không có một cái tác ý gìn giữ, không có một cái tác ý về kiên giữ, thì khi mắt tiếp xúc cảnh sắc thì chúng ta sẽ bị thường tham sanh khởi hoặc là sân sanh khởi. Dù thấy cảnh đẹp thì cái tâm tham nó sanh khởi, và khi tham sanh khởi chúng ta đâm ra bám víu, đâm ra chấp thủ, đâm ra dính mắc vào những cái cảnh sắc đó, thì đưa đến những cái sự mà khổ đau về sau, hoặc là những cái cảnh mà không tốt đẹp, cảnh xấu mình không ưa thích, gặp người nào mà khó ưa mình ghét gặp, nếu mình không có khéo tác ý gìn giữ cho cái tâm được ngay ngắn thì tâm sân khởi, và khi sân nó sanh khởi thì nó đưa đến rất là nhiều cái hệ lụy về sau, đâm ra càng lúc thì càng khó chịu với người đó, càng lúc mình càng là thù quán người đó. Rồi kết thù kết quán, mà kính thưa quý vị, cái sự kết thù kết quán nó không chỉ trong một kiếp này đâu, khi mà mình đã thù ghét ai rồi đó, nó ghim tâm mình sâu lắm, là cái hình ảnh người đó nó vô trong tâm mình sâu, và như vậy nó đi theo mình tới hết kiếp này tới kiếp khác. Thì chúng ta thấy rằng chỉ vì chúng ta vô minh mà chúng ta lôi theo cả một đống cái hệ lụy nó đi theo mình hết kiếp này tới kiếp khác, thì đúng là quả thật chúng ta, nếu mà chúng ta không có học pháp, chúng ta không có những cái pháp kiên tránh, là coi như là cuộc đời chúng ta gắn liền với cái người mình đã thù ghét, kiếp nào gặp lại cái là bắt đầu là dính tiếp, gặp lại là dính tiếp. Và cho nên chúng ta phải có một cái sự khéo léo trong cái sự gìn giữ pháp, là pháp kiên tránh để mà đoạn trừ. Nếu mình không kiên tránh, mình không
là có sự mà gìn giữ thì chúng ta rất là đau khổ trong cái năm cái căn này. Cái năm cái căn này thì chúng ta không thể nào mình làm gì được đó. Mình đã sanh ra rồi, thân ngũ uẩn này mình phải có mắt, mắt là phải thấy, tai phải nghe, mũi phải ngửi, lưỡi phải nếm, thân phải xúc chạm. Thì năm cái này thôi nó chưa tính tới ý căn nha, là mình nói năm cái này thôi đó, là chúng ta mệt mỏi với nó rồi. Nếu mà mình không có trí tuệ, không có một cái sự nhận thức đúng đắn thì chúng ta sẽ bị nó cuốn trôi, nó trôi giạt, nó đưa mình vào trong cái sự đau khổ. Là trước tiên là phải kiên giữ năm cái này, là phải kiên giữ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cho thật là tốt đẹp, đừng để cho những ác bất thiện pháp nó sanh khởi để nó phá hoại cái đời sống của mình. Đó là năm căn. Rồi cái thứ hai là gạch xuống, gạch đầu dòng á, là ba thân khẩu ý. Ba thân khẩu ý. Rồi chấm. Giữ gìn không cho tạo ác nghiệp. Ba thân khẩu ý, giữ gìn không cho tạo ác nghiệp. Tức là năm căn, rồi ba thân khẩu ý là tám, tức là tám pháp kia giữ ha. Rồi thứ ba, ba thân khẩu ý là gìn giữ không cho tạo ác nghiệp. À, tức là mình giữ thân mình không cho tạo ác nghiệp, cố gắng gìn giữ, luôn luôn gìn giữ, phải luôn luôn phải có thức tỉnh, luôn luôn phải cẩn trọng, luôn luôn phải coi như đề cao cảnh giác về cái thân mình. À, không tránh những cái sự sát sanh, đánh đập người này người kia hay làm tổn thương người khác, khẩu không có nói những cái điều mà gây ác nghiệp để tạo tổn thương những người này người khác, ý mình đừng khởi lên những cái ý độc, những cái ý mà tàn hại, những cái ý mà nó đưa đến cái sự mà đau khổ cho chính mình và cho mọi người. Thì như vậy khi mà chúng ta giữ tám cái điều này nè, năm căn và ba cái thân ngũ ý này đó, thì nó luôn tránh được những cái ba pháp bất thiện là tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. À, thì khi chúng ta gìn giữ được nó thì tà ngữ mình cũng diệt được, tà nghiệp mình cũng không có, tà mạng mình cũng không. Nếu mình quyết tâm mình gìn giữ trong đời sống hàng ngày, mỗi ngày vậy ra mở mắt ra, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, rồi gìn giữ cho tốt đẹp, thân khẩu ý gìn giữ cho đừng có tạo những ác nghiệp, thì như vậy chúng ta đang sống trong thiện pháp, đang đem đến cho mình những cái nhân tốt lành và đưa đến cho chúng ta một đời sống chắc chắn. Là chúng ta chắc chắn là nếu mình làm được thì bất kỳ một kiếp nào mình sanh, kiếp nào mình cũng được ăn vui nếu mình làm được điều này. À, thật sự là nó là như vậy, nó chỉ không cần chúng ta phải làm gì cao lớn và giữ gìn cho năm căn được tốt đẹp, thân khẩu ý đừng có làm những chuyện ác, đừng có làm những ác, đừng khởi những ý ác nghiệp, đừng nói những ác xấu. Tự nhiên tám cái pháp thì bảo đảm cái gì, đây là cái visa lên cõi trời chắc chắn 100% luôn. À, nó giải thoát thì mình khoan nói, nhưng mà sanh vào cõi trời chúng ta dám chắc chắn là nếu ai làm được từ giờ cho tới giờ phút cuối cùng, coi như mình chấm dứt hơi thở, à, thì mình vẫn còn gìn giữ được á, thì chắc chắn là chúng ta có visa về cõi trời. À, nhưng mà từ lúc bây giờ mà cho tới chấm dứt cái hơi thở đó, mà giữ được lại là một vấn đề. Vấn đề nó phải công nhận là mình thấy nó vậy nhưng mà khó vô cùng, rất là khó. À, thực sự là phải có một cái quyết tâm ghê lớn gớm lắm, phải có barami, phải có những cái phát nguyện về ba la mật chúng ta mới gìn giữ nổi. Khó lắm, đời sống hàng ngày mà ra thấy mắt, thấy tai, nghe, mũi, ngửi, lưỡi, nếm, thân xúc chạm, tiếp xúc với ngoại cảnh, tiếp xúc với người này người kia người nọ, đủ thứ chuyện để cho những cái tham sân nó sanh khởi, hoặc là những cái ý của mình nó cứ khởi lên do cái thường cận nghi duyên trong nhiều đời nhiều kiếp mình làm những việc ác nhiều quá, là giờ cái này cái ý mình cứ khởi lên những cái ác ác ý, những cái ý mà làm những cái chuyện mà bậy bạ. Thì cho nên muốn làm được những điều này chúng ta phải có một cái sự mà cố gắng rất là nhiều, phải nỗ lực, phải tinh gần tinh tấn trong nhà giáo pháp, chứ nếu không rất là khó thực hiện được. Rồi xuống dòng tâm sở giới phần có ba. Tâm sở giới phần, anh nói giới phần nha, giờ tâm sở giới phần mình học có ba. Tâm sở giới phần ba. Một samma vaca cetasika. Samma vaca cetasika. Tâm sở chánh ngữ.
một tâm sở chánh ngữ tâm qua cha chê bích cả rồi xuống dòng chữ samma lấy chữ samma ra ha, tách chữ ra samma nghĩa là chân chánh, samma là chân chánh, rồi xuống dòng qua cha lời nói, qua cha hay chấm lời nói. Rồi, ráp hai chữ vô, Sammavaca, có nghĩa là chánh ngữ. Sammavaca là chánh ngữ, tức là lời nói chân chánh, ha, thì được gọi là chánh ngữ. Sammavaca, chánh ngữ. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng sự tiết chế kiên cử tránh xa thuộc về lời nói, sự tiết chế kiên cử tránh xa thuộc về lời nói có bốn. Dòng tức là sự tiết chế kiên cử về cái thuộc về Samavaca đó, phân ra có bốn loại ha. Một, nói lời giả dối, nói lời giả dối về chữ này. Usavada, nói lời giả dối hai chấm. Một, nói lời giả dối Musa qua đa, thì mình xin giới mình hay đọc là Musa qua đa quê Ramani Sika và đăng Samadhiya mấy. Tôi xin vâng giữ điều học và quý tránh xa sự nói dối đó. Thì một là nói lời giả dối Musa qua đa. Thứ nhất gạch đầu dòng. Cái lời nói lời giả dối này nó có nhiều cách ha. Giờ mình thứ nhất gạch đầu dòng. Thấy nói không thấy. Nghe nói không nghe, có thọ nhận nói không thọ nhận, có thọ nhận nói không thọ nhận, có biết nói không, không phạm hạnh nói có, có phạm hạnh nói không, à tức là cái sự mà nói dối á, nói lời dối người ta phân ra được nhiều cách như vậy, tức là mình thấy mình nói không thấy. Ví dụ mình thấy cái điều đó như vậy, ai hỏi tới mình mình nói mình không thấy, đó là mình nói dối, là điều không thật, và mình phải biết rõ ràng như vậy không. Rồi mình nghe những ai nói gì đó, rồi có người hỏi mình nói mình không nghe, mình nói là tôi không nghe, ai nói, bà đã nói gì đó, tôi không biết, tôi không nghe, rồi mình nghe mình nói không nghe. Rồi mình có thọ nhận mình nói mình không có, tức là ai cho gì mình nhận, hỏi tới thì mình nói mình không có, mình giấu mình giếm, thì coi như là dính vô cái nói dối. Có thọ nhận nói không thọ nhận, rồi có biết nói không, tức là mình có biết cái điều đó vậy vậy đó mà hỏi tới mình là mình nói không, hoặc là không phạm hạnh nói có, tức là mình không phải là người phạm hạnh, mình không phải là một người mà có gìn giữ những cái đức hạnh giới hạnh tốt đẹp, chẳng hạn như mình không có giữ ngũ giới mà hỏi tới là tôi có, là mình không phạm hạnh mà nó có,
rồi có phạm hạnh nó không, tức là cái người có phạm hạnh á, ai hỏi tới mà nó không có đâu, này nó xạo xạo chứ nó tốt đẹp gì, nó phạm hạnh gì. Thì người ta có phạm hạnh, mặc dù mình biết nó có phạm hạnh nhưng mà mình nói không, để mình coi như là mình hạ thấp người ta xuống, thì có phạm hạnh nó không. Đó là những cái điều mà nằm trong cái phần nói lời giả dối. Nếu chúng ta hiểu nắm được cái này, chúng ta phải tránh né những cái này, là mình thấy mình nó không thấy là mình chết, chết liền rồi ha. Hoặc mình nghe nói không nghe là tiêu. Hoặc là mình có ai cho mình nhận được gì mà nói mình không là cũng không được, có biết nói không là chết luôn. Rồi không phạm hạnh, rồi mình đi ra ngoài đường mình gạt gẫm người khác mà nói mình là người phạm hạnh đạo đức này, không được. Đó là cái thứ nhất là nói lời giả dối. Cái thứ hai, xuống dòng là số 2, nói lời đâm thọc. Nói lời đâm thọc bi su na wa cha. Nói lời đâm thọc bi su na wa cha, hai chấm. Nói chia rẽ đâm thọc, mở ngoặc, dù là thật nhưng với tâm chia rẽ, dù là thật nhưng với tâm chia rẽ. Đó, tức là cái người mà nói cái lời đâm thọc đó, tức là khi mà mình khởi một cái tâm lên mình nói để mình đâm thọc người khác, mặc dù là cái điều đó là sự thật, ví dụ như mình biết người đó làm điều đó là sự thật, nhưng mà khi mình nói cái điều đó không phải là lời nói chân thật, mà mình nói cái sự thật đó ra để mình chia rẽ người khác, mình cố tình mình chia rẽ từ người này đến người khác với cái tâm chia rẽ đâm thọc như vậy, thì như vậy chúng ta đã dính vào phạm cái vấn đề nói lời đâm thọc, chứ không phải là mình nói sự thật là mình đúng đâu. Nói sự thật mà là gây chia rẽ thì cái này chúng ta đã phạm vào cái giới cấm này ha, là nói lời đâm thọc. Rồi số 3, lời thô lỗ cọc cằn. Lời thô lỗ cọc cằn, parusawa cha, parusa cha, lời thô lỗ cọc cằn, hai chấm. Nói ác, nói thô lỗ, chửi mắng, nguyền rủa, vân vân. Nói ác, nói thô lỗ, chửi mắng, nguyền rủa. Lời thô lỗ cọc cằn là nói ác, nói thô lỗ, chửi mắng, nguyền rủa, chấm 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 ha. Tức là được xếp vô trong cái thứ ba này là lời nói thô lỗ cọc cằn. Tức là khi mà chúng ta có những cái ngôn ngữ mà mình nói nó ác, người nói ác, nói đem đến cái sự tổn thương người khác, mình dính vô cái nói ác, hoặc là nói những cái lời thô lỗ, nói những cái lời mà như là không có tốt đẹp, nói những cái lời mà thô bỉ, nói như tục, nói tiểu này kia, thì nhiều người người ta quan niệm là tâm Phật, như cái tâm Phật, nhưng mà khẩu xà tâm Phật, tức là nói mặc dù mình nói vậy nhưng mà không phải vậy, tức là mình nói thô lỗ hay nói tục, nói tiểu hay này, nhưng mà thực sự tâm mình không có, nhưng mà kính thưa quý vị, tâm không có làm sao nói, cái tâm cái tâm nó làm chủ, mà tâm nó khởi ý xấu ý ác nó mới nói, khởi ý là nói tục nói tiểu thì nó mới nói, không khởi là làm sao nói được. Nên khi tâm em mà khẩu xà thì tâm nó cũng xà luôn, chứ không khẩu xà mà tâm Phật, cái chuyện này không thể xảy ra được. Cho nên khi mình nói thô lỗ, nói tục tiểu, hoặc là mình chửi mắng người này kia, nguyền rủa người này kia, là chúng ta rơi vô trong cái chi phần của lời thô lỗ cọc cằn, nói ác, nói thô lỗ. Rồi số 4, nói nhảm nhí vô ích. Nói nhảm nhí vô ích, nói nhảm nhí vô ích. Sầm bắp pha là bác, sầm bắp pha là bác, nói nhảm nhí vô ích, hai chấm.
nói tào lao không lợi ích, nói tào lao không lợi ích với những điều không thật có, với những điều không thật có, nói tào lao không lợi ích với những điều không thật có. Phải. Hoặc nói những điều thực có nhưng không mang lợi ích, không liên hệ đến giải thoát. Hoặc nói những điều thực có nhưng không mang lợi ích, không liên hệ đến giải thoát. À, tức là cái chi phần thứ tư này là dính nhiều lắm nha quý vị. Chi phần này là thấy đa số nhất là phái nữ dính nhiều vô này, tức là hay nói nhảm nhí, hay nói chuyện vô ích, ngồi gặp nhau là tám đủ thứ chuyện trên đời cho đất, tức là nói những tào lao không có lợi ích. À, hoặc là nói những mặc dù là ngay cả những cái điều có thật cũng vậy, mà nói cũng không mang lợi ích thì không, cũng không được nói. À, nói nhiều nó gây tác hại về cái tâm lý của mình rất là nhiều quý vị. À, khi mình nói chuyện phù phiếm nhiều đó, thì khi mà chúng ta bước vào cái sự tu tập á, tu tập ngồi thiền xuống là nhớ mấy chuyện mà nói tào lao biết là nó nhớ. À, thì mấy ông điểm qua đây cũng tám, bây giờ mấy ông thì tám về chính trị, tám chính trị chiến tranh, tám giờ bên Cali cái sáng có tin tức là mấy ông nội bên Cali ta đang những cái dịch corona này quá trời, ta cấm tùm lum, mấy ổng ra cà phê ngồi tám, ra ngồi đầy tám về corona, tám về dịch covid. Ta sợ gần chết, mấy ổng ra, mấy ổng ngồi tới tám. Thì như vậy chúng ta thấy là cái nói nhảm nhí này chúng ta khó mà sửa lắm. Cái con người mình cái tâm mà tầm tứ mà nó nói mà tìm kiếm này kia, nói chuyện kia, họ nói tào lao, nói tùm lum tào lao nó. Okay, nhưng mà nói tới vấn đề đạo đức, nói về đạo tu tập thì không ai nói đó. Nói ra nói này người cõi trên, nói. À, mấy ông ngồi này nói chuyện gì đâu, nói chuyện cõi trên. Cái này khó lắm, mình phải biết không khéo là chúng ta sẽ bị thành người cõi trên, nó mệt. Rồi, đó là bốn cái gì phần chúng ta được trình bày nha. Rồi, xuống dòng những điều đặc biệt, hai chấm. Những điều đặc biệt, hai chấm. Dòng, gạch ra dòng. Nói lời có lợi ích. Nói lời có lợi ích cho mình, cho người, cho cả hai. Nói lời cho mình, cho người, cho cả hai. À, tức là nói những lời mà có lợi ích cho mình là vấn đề là đặc biệt cho mình ha. Mình phải nói những điều đem đến lợi ích cho mình, hoặc là cho người, hoặc là cho cả hai. Tức là đây là một cái sự đặc biệt chúng ta cần phải để ý. Thì nó có 10 điều, xuống dòng có 10 điều, hai chấm. Một, sử dụng gạch đầu dòng ha. Một, ít ham muốn. Ít ham muốn. Hai, biết đủ. Ba, độc cư. Bốn, không ô nhiễm. Năm, tinh cần. Sáu, thành tựu giới. Bảy, thành tựu định. Tám, thành tựu tuệ.
chính thành tựu giải thoát. Mười, thành tựu giải thoát tri kiến. Thành tựu giải thoát tri kiến đó là 10 cái điều mà mình nên nói về đó, thì nó đem đến cái sự lợi ích cho mình, cho người và cho cả hai. Nhiều điều nói chuyện lắm chứ, rất là nhiều cái vấn đề để chúng ta nói bàn luận như lắm, chứ là phải gặp nhau để tám ba chuyện trời đất khởi. Ví dụ gặp nhau mình bàn thì chuyện mà sống làm sao để cho đừng có bị ham muốn nhiều, đừng sống ít ham muốn lại, giảm thiểu dục ha, hoặc là sống làm sao cho biết đủ sẽ đem đến sự lợi ích như thế nào. Hoặc là sống độc cư sẽ được những cái điều lợi ích như thế nào. Mình ngồi mình thảo luận cái đó nó rất là lợi ích, nó giúp cho cái tâm mình càng lúc mình càng là nhẹ nhàng thanh thản, và chúng ta sẽ mở được những cái trí tuệ để chúng ta thấy được những cái điều mà cao siêu hơn, những pháp mà cao thượng hơn. Chứ ngồi mình bàn qua chuyện đời này thì càng lúc càng nặng nề. Nhưng mà điều này nó khó ở chỗ là nhiều khi mà nói tới thì nhiều khi chúng ta không có căn bản gì pháp, chúng ta ngồi chúng ta khó nói mấy cái này, không biết nói sao cho đúng, rất là khó. Chẳng hạn như giờ nói về tinh cần tinh tấn, bây giờ mình không hiểu nói gì sao, tinh cần là sao mà phải sống sao là đúng pháp là tinh cần, mình không hiểu được đó. Hoặc là thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ như thế nào chúng ta phải gọi về. Cho nên chúng ta cần phải học, cần phải có những cái pháp căn bản thì gặp nhau chúng ta mới thảo luận được những vấn đề này. Và từ cái thảo luận đó, nói chuyện đấy thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái khúc mắc của mình, những cái sự mà mình thiếu hiểu biết, những cái sự mà mình khiếm khuyết trong pháp học, thì chúng ta sẽ mở mang càng lúc càng nhiều nếu mình biết cách nói đúng pháp. Còn không là chúng ta sẽ bị rơi vô trong nói nhảm nhí, nói vô ích, nói tùm lum tà la. Đó là 10 điều chúng ta nên thực hiện nói về những điều đó. Rồi xuống dòng, nói đúng thời. Nói đúng thời có bốn. Một, tùy thời giảng pháp. Hai, tùy thời đàm luận pháp. Tùy thời tu tập chỉ. Tùy thời tu tập. Tức là chúng ta nói đúng thời là chúng ta thấy khi nào thích hợp mình mới nói tới những vấn đề này. Và khi mình nói giảng pháp thì chúng ta muốn giảng pháp chúng ta nói, nhưng mà cũng tùy lúc tùy thời, chứ không phải lúc nào cũng giảng, gặp ai cũng giảng, đụng đâu cũng giảng là không có được. Giảng pháp phải đúng thời, giảng pháp phải tôn trọng pháp thứ nhất, thứ hai là chúng ta phải biết đúng lúc mình nói. Lúc này có đang, thí dụ đang những lúc mà ngồi nói chuyện tùm lum tà la đùa giỡn mà chúng ta nói pháp vô thì nó trật lắc là phi thời, không đúng. Hoặc là mình đàm luận về pháp phải làm đúng lúc đúng thời. Đúng cái thời đó chúng ta mới đàm luận. Còn về tu tập về thiền chỉ, chúng ta phải nói chuyện về sự tu tập thiền chỉ đúng với cái đối tượng tu tập thiền chỉ, hoặc là thiền quán, tu tập thiền quán đúng đối tượng về thiền quán. Chứ người mà tu tập thiền quán mà nói thiền chỉ là người ta không ưa, hoặc là người tu tập thiền chỉ mà nói thiền quán người ta cũng không thích. Hoặc là trong lúc mà người ta đang tu tập thiền chỉ thiền quán vậy đó, mà mình giảng. Mình thấy tu tập đang tập gì mình nói này nói kia mình giảng, tức là chúng ta lại đi vô cái rơi vào trong cái nói phi thời, nói không đúng thời. Đó là vấn đề như vậy. Rồi dòng, nói đúng người. Nói đúng người. Có năm. Nói đúng người có năm.
nói về tính, với người có tính. Nói về giới, với người có giới. Nói về nghe nhiều, với người thích nghe. Nói về nghe nhiều, với người thích nghe. Nói về bố thí, với người có tâm rộng mở. Nói về bố thí, với người có tâm rộng mở. Nói về trí tuệ, với người có trí tuệ. Trí tuệ, với người có trí tuệ. Bây giờ gặp đánh bông rồi dòng ha. Ngược lại là sai đối tượng, là ác thuyết. Ngược lại là sai đối tượng, là ác thuyết. Rồi, đó là nói đúng người, tức là nói đúng người, tính là có năm đối tượng, tức là nói về tính, tức là chúng ta nói về cái sự mà niềm tin về Phật, về mình nói cái niềm tin này với người mà không có niềm tin là chúng ta ác thuyết, là chúng ta nói là sai người, sai đối tượng, nó không đúng người. Hoặc là nói về giới với người mà không có giới, người ta không có thích gì giới, chẳng như giờ mình nói với người mà ta đang nuôi đập đầu cá, người ta bán gà, mổ gà, mình nói về giới họ thì chúng ta rơi vào ác thuyết, và mình chỉ nói về giới với những người có giới. Hoặc là mình nói về nghe nhiều, nói về nghe học, chịu khó nghe nhiều học rộng, với những người mà người ta không có thích, người ta không thích nghe nhiều, người ta thích là hưởng thụ, người ta không thích học, mình nói vậy là mình ác thuyết. Hoặc là mình nói về bố thí, những pháp bố thí này cho bố thí kia nọ, với những người mà keo kiệt bốn sẻn thì coi như là xong. Nói những người đó thì chọc cho người ta chửi mình thôi, người ta ghét mình theo. Cho nên nói phải đúng người. Nói về trí tuệ, tức là những pháp tu tập để thành tựu trí tuệ, như tu tập về tuệ quán hay là tu tập về những cái pháp cao thượng, với những người mà ta không có trí tuệ, những người ta chỉ có niềm tin thôi, những người ta chỉ có cái sự niềm tin, thích đi chùa cầu xin cúng kiến thôi, mà nhìn nói trí tuệ với những người đó thì coi như chúng ta rơi vào trong ác thuyết. Nói chung là chúng ta nói ngược lại những cái đối tượng đó, thì là chúng ta rơi vào ác thuyết, chứ không phải là mình nói pháp là mình hay nha, mình nói pháp không đúng người là chúng ta rơi vào ác thuyết. Đó là cái vấn đề mà nói đúng người được phân có năm cách là như vậy. Rồi xuống dòng tứ ý nghĩa. Trạng thái gìn giữ chánh ngữ, gìn giữ chánh ngữ. Hai, phận sự tránh xa những điều hư ngụy giả dối, tránh xa những điều hư ngụy giả dối. Ba, sự thành tựu đoạn trừ tà ngữ.
vốn nhân cần thiết, tính, niệm, tàm, quý, thiểu dục, nhân cần thiết, tính, niệm, tàm, quý, thiểu dục. À, cho nên chúng ta thấy nè, cái tứ ý nghĩa này rất là quan trọng, là chúng ta thấy không? Thì về trạng thái của nó là nó đang giữ gìn cái sự chánh ngữ đó, cái trạng thái tâm đang giữ gìn sự chánh ngữ. Cái phận sự của nó là đưa đến sự tránh xa những cái điều không thật, những cái điều giả dối, những cái điều hư ngụy, những cái điều mà không nó có nó không, là cái phận sự nó là tránh xa những điều đó. Và cái thành tựu nó là đoạn trừ, tức là nó diệt trừ, nó đoạn trừ được cái tà ngữ. Nhưng mà cái nhân cần thiết là cái điều chúng ta thiếu, cái nhân cần thiết này chúng ta khó mà gìn giữ được cái chánh ngữ. Đây là vấn đề mà chúng ta quan trọng ở cái chỗ nhân cần thiết.
Năm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, luôn luôn nếu nếu một cái có thì bốn cái kia cùng có. Nhưng ở đây có sắc uẩn, sắc uẩn đang diệt. Cái chữ đang này rất rối ha. Nếu mà sắc uẩn, nếu mà sắc uẩn diệt thì thọ uẩn diệt thì đúng. Còn này sắc uẩn đang diệt, sắc uẩn đang diệt thì thọ uẩn nó vẫn còn, vẫn còn. Tại vì ví dụ sắc mà nó đang hoại từ 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 thì thọ uẩn nó vẫn còn, chứ thọ uẩn đâu có diệt được. Cho nên câu này không không có hợp lý ạ, không có đúng ạ. Dạ, sư sư mời vị kế tiếp nha. Dạ. Dạ thưa thầy, khi mà mình nói về sắc thọ tưởng hành thức thì con thấy mình có thể chia làm ba loại. Một loại á, là cõi ngũ uẩn thì nó có đủ hết sắc thọ tưởng hành thức. Một loại thứ nhì là nó có tứ uẩn, là nó chỉ có thọ tưởng hành thức mà không có sắc. Loại thứ ba là nhất uẩn, là nó chỉ có sắc mà không có thọ tưởng hành thức. Thành ra khi cái câu thầy hỏi là sắc uẩn đang diệt thì thọ uẩn cũng đang diệt phải không? Có nghĩa là mình sẽ không có cái trường hợp là cõi tứ uẩn và cõi nhất uẩn, từ cái đó là chỉ có một trong hai thôi. Giống như là khi mà cõi tứ uẩn thì nó chỉ có thọ tưởng hành thức, nó làm gì có sắc, mà mình nói sắc uẩn đang diệt. Còn nếu mà mình nói với cõi nhất uẩn á, thì cái nó chỉ có sắc thôi, sắc đang diệt thì nó diệt mất tiêu rồi, nó đâu có thọ ở trong đâu mà mình phải nói chung với nhau. Còn về nếu mà phân tích cái ngõ cõi ngũ uẩn á, sắc đang diệt thì thọ có đang diệt hay không? Nếu mà thọ mà đang diệt luôn đó thì phải là thọ tưởng hành thức diệt một lượt, tự diệt cái đó chung với nhau. Mà khi mà sắc đã diệt rồi á thì nó đâu còn thân nữa đâu mà nó có cái kia thôi thầy. Dạ cái đó là câu trả lời của con. Con không có nghĩ là con đi sâu thêm được nữa ạ. Con xin xuống ạ. Xà thứ, xà thứ. Nguyên Như dạ này giỏi quá bà. Dạo này tiến bộ giỏi quá. Câu hỏi không phải mầm non. Bây giờ với Nguyên Trang muốn câu hỏi mầm non. Xà thứ đúng vậy. Thì tính theo ba cõi á. Chúng ta sẽ thấy cõi ngũ uẩn thì nó khác. Số 2, có ai ghi không vậy? Số 2, tất pháp thiện, các pháp ấy là nhân thiện phải chăng? Tất cả pháp thiện, các pháp ấy là nhân thiện phải chăng? Cả phát thiện các pháp ấy là nhân thiện phải chăng? Rồi câu này dễ quá ha, lấy 10 điểm cái một rồi. Xà phải uống mở cái gì?
Nam mô Phật giá. Dạ thưa câu hỏi của thầy khó quá. Thôi để con phân tích từ từ theo cái con hiểu thưa thầy. À, theo con hiểu thì khi mà mình nói về cái pháp thì nó có ba loại là pháp thiện, bất thiện và pháp vô ký. Tức là nó có các pháp vô ký là 18 cái tâm vô nhân, thì nó có là không có 6 cái nhân tham sân si, vô tham, vô sân, vô si. Còn những cái pháp bất thiện đó thì nó phải có một trong ba nhân tham sân hoặc si, rồi hoặc là có hai nhân thì nó sẽ là pháp bất thiện. Còn về các pháp thì là có những cái nhân thiện, thì con thấy là cái pháp bất thiện thì nó có 14 cái sở hữu bất thiện nó sẽ đi. Nếu mà cái tâm nào mà nó có 14 cái sở hữu bất thiện ở trong đó thì chắc chắn nó phải là pháp bất thiện. Còn con suy ngược lại đó là khi nói về pháp thiện thì nó phải có 25 cái tâm sở tịnh hảo thì nó mới gọi là pháp thiện. Mà nếu mà có 25 tâm sở tịnh hảo xuất hiện á, thì không thể nào mà có tâm sở bất thiện ở trong đó được. Thành ra con thấy con suy ra đó thì cái pháp thiện nó là nó chắc chắn phải có nhân thiện, tự vì nếu mà cái nhân bất thiện ở trong đó thì nó là pháp bất thiện rồi thưa thầy. Khó quá thầy ơi, con xin mời vị khác ạ. À. Dạ con xin trả lời theo ý của con. À, con thì xin thưa thầy Dung và các bạn bổ sung thêm. À, thưa thầy, về nhân á, thì mình có 6 nhân. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ Kim Nhung ơi, Kim Nhung bị rớt mic rồi. Có nghe được âm thanh của Nguyên Như không? Xin Kim Nhung cầm mic trở lại nha. Sa thú. Thiện. Ở đây đang nói về thiện, chỉ ý của mình nếu khi có con xin về nhân thì mình có 6 nhân. Đó là 3 nhân thiện, 3 nhân bất thiện. Và ngoài ra thì có ba nhân vô ký, nhưng mà nó cũng nằm ở trong cái ba nhân thiện. Thì ba nhân thiện ở đây là vô tham, vô sân và vô si. Thì khi mình làm một việc thiện, ví dụ như là bố thí, trì giới, vân vân, thì tùy theo cái tác ý của mình, thì mình có đủ ba thời là có đủ tam tư hay không để mình có đủ ba nhân. Thưa có nghe được không ạ? Dạ, ly trí hay hợp trí, đó là mình do tự mình tác ý để có đủ tam tư. Nếu mà mình tác ý đủ ba thời thì mình hợp trí. Còn nếu mà mình thiếu một thời thì mình sẽ bị mình làm mà mình khi mà mình làm mà là vui mình làm, hoặc là mình không có nghĩ đến nhân quả mà mình chỉ làm theo chúng bạn, theo thì như vậy thì mình thiếu cái trí tuệ. Và khi mình làm mình đủ tác ý ba thời thì mình sẽ đủ tam tư, thì như vậy thì mình sẽ đủ ba nhân thiện. Như vậy sư thư thưa thưa thầy, như vậy có đúng không ạ? Con xin xuống mic ạ.
Dạ thưa thầy, cái ý con thắc mắc á là hồi nãy Kim Nhung trả trả lời là có đủ ba nhân, nhưng mà cái đó không phải là câu hỏi của thầy. Thầy chỉ hỏi là các pháp ấy có là nhân thiện phải chăng hay thôi, chứ không có nói là có đủ ba nhân hay không. Tự vì khi mà mình làm một cái việc giống như một trong bốn mấy cái tâm, mà 24 tâm dục giới tịnh hảo có 12 cái tâm á, là nó hợp trí, và 12 cái tâm ly trí, thì hai cái tâm ly trí là chắc chắn là không có cái sở hữu trí tuệ ở trong rồi, mà nó vẫn là tâm thiện. Mà thành ra cái câu hỏi của thầy á, thầy có rất là tricky. Dạ con xin nhường mic cho vị khác ạ. Dạ thưa thầy, khi mà con đọc lại cái chỗ thầy nói tất cả các pháp thiện, các pháp ấy có là nhân thiện phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình đi bố thí cúng dường, mình làm trai tăng thì mà mình đang đi làm pháp thiện, nhưng mà chưa chắc các pháp ấy là nhân thiện của một cái khác. Chẳng hạn như mình sẽ mình đi trong khi trai tăng, hoặc là mình đi bố thí mà mình gặp chuyện này chuyện kia, bực bội với những người bạn đồng đạo, hay là bực bội những cái công việc không đúng, thì tâm bất thiện nó xảy ra. Thành ra khi mà mình làm pháp thiện á, thì có thể các pháp là nhân của cái pháp thiện, và nó cũng có thể là nhân bất thiện. Nếu mà trả lời chung chung vậy có đúng không thưa thầy? Dạ con xin xuống mic ạ. Con xin alo, xin hỏi có nghe con nói không ạ? Dạ con xin kính chào đạo tràng, và con xin kính chào thầy Kinh. Con xin nói là thầy hỏi tất cả pháp thiện, các pháp ấy là nhân thiện phải chăng? Theo con là dạ đúng là đúng, tại vì pháp thiện không có thể đi với pháp bất thiện được, và pháp bất thiện cũng không thể đi với pháp thiện được. Nếu mà với pháp thiện, nếu mà những cái tâm khởi lên tâm thiện, thì tâm sở trong cái 19 sở tịnh hảo, tâm thiện sẽ đi với nhau. Còn những như trong cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, trong cái tiết giới, giới phần, thì theo tâm tâm thiện có đi, tâm thiện có thể một cái chánh ngữ có, mà nó không thể đi một lúc chánh nghiệp chánh mạng, hay khi có chánh nghiệp có, chỉ có một trong những ba cái đó, chỉ only mình đắc, mình vào trong đạo sơ quả, thì ba cái tiết giới thì mới có chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng cùng một lúc. Và khi cái tâm, nếu tu tập cái tâm thiện pháp thiện á, giống như trong thiền sắc giới và thiền vô sắc, thì không có vô lượng phần, chỉ có trừ ra vô lượng phần, chỉ có 19 sở hữu tịnh hảo và trí tuệ trong cái sắc giới và vô sắc giới. Và khi nếu mà đó là con nói vậy, còn nếu mà đắc đạo thì khỏi cần nói nữa. Nếu mà đắc đạo thì tất cả bát chánh đạo vô là cái tâm thiện đó, nó có hết trong trong bát chánh đạo. Thì giúp tóm tắt đi là có pháp thiện
là cái ý là nhân tiện, dạ con xin nói là đúng, dạ con xin submit ạ. Xà lú rồi, câu dễ quá, mình nói tùm lum tà la. Boss lại câu hỏi dùm cái ngay quý vị. Alo, chủ sĩ nó mất tiêu rồi, ngủ mất tiêu rồi, dễ lộn rồi. Chủ sĩ mất ở đây, tất cả pháp thiện, các pháp ấy là nhân thiện phải chăng? Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị nha, tất cả pháp thiện là có bao nhiêu thứ? Cả nghe coi, tất cả pháp thiện gồm có bao nhiêu? Gì 16 pháp thiện có 16. Rồi gì nữa? Bên tâm sở có bao nhiêu phát thiện? Tâm sở có bao nhiêu phát thiện? Alo. Quên nó là tâm sở có bao nhiêu phát thiện? Tâm sở có 25 rồi, ok, lấy tâm sở thôi, khỏi lấy bên tâm ha, lấy tâm sở thôi. 25 phát thiện, tức là 25 tâm sở tình hảo. Thì trong 25 tâm sở tình hảo này có mấy nhân? Ba, ok. Rồi tất cả phát thiện là 25 mà nhân có ba, theo lẽ tất cả phát thiện đều là nhân thiện hay sao? Phát thiện tới 25 là nhân có ba. Có vậy thôi. Lên nói tùm lum. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Quý vị hiểu chưa? Alo. Hiểu không vậy ta? Không hiểu. Phát thiện có 25 nè. Mà bây giờ ta hỏi tất cả phát thiện, các pháp ấy là nhân thiện phải chăng? Pháp ấy sao là nhân thiện nữa? Không lẽ tính cũng là nhân, niệm cũng là nhân, tính niệm tàm quý nó phải là nhân, nó là pháp thiện thôi chứ không phải là nhân thiện. Mà nhân thiện chỉ có vô tham, vô sân và trí tuệ thôi, chứ mấy kia đâu phải là nhân, đúng chưa? Tính niệm tàm quý, vô tham, vô sân là vô tham, vô tham mới là nhân đó. Người đứng, ok, lắm được chưa quý vị, lắm được chưa? Thì tính theo pháp chứ, đang học nhiều pháp mà giờ mình tính đâu tùm lum. Hỏi pháp thiện
là tất cả pháp thiện có phải là nhân thiện không? Pháp thiện tới mấy chục cái pháp thiện, tính tâm sở là tới hai mươi mấy pháp thiện rồi chưa tính tâm, thì còn trong khi đó nhân có ba, nhân có tham, nhân có vô tham, vô sân, vô si thôi, nhân có ba nhân thôi. Rồi như nếu mình nói tất cả pháp thiện là nhân thiện là trật lắc rồi. Ok, nắm rồi không? Ok rồi, vậy là hôm nay là được ba câu hỏi, nhưng mà có một câu là nhờ Huyền Trang phát tướng dịch cho dùm cho mỗi người cặp tướng dịch tối nay ôm ngủ cho sướng. Rồi rồi, vậy là lớp học với ba hôm nay đang được hoàn mãn một cách tốt đẹp ha. Rồi, do phước quý báo hôm nay nguyện cho tất cả luôn được năm pháp sắc lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng đều nhau ca thể Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Rồi kính chúc quý vị bên Mỹ tối nay có học dịch có học dịch ôm ngủ, Việt Nam có học dịch luộc ăn sáng. Rồi chào thôi, chào thôi. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin kính thay mặt đạo tràng tri ân thầy kinh đã dạy cho chúng con bài học rất là hay hôm nay, và cũng sa thú những chứng hột dịch luộc chiên xào lăng bơ của thầy luôn. Cả đạo tràng nhớ ăn cho ăn để dành từ từ trong mùa Covid, mà đừng ăn gấp quá hết hột dịch mai mốt không có đồ ăn. Dạ bây giờ con xin kính thỉnh thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng buổi tối hôm nay không bạch sư. Con không biết sư còn ở trước máy không ạ? Dạ con xin sa thú sư, con xin dâng mic lại ạ. Mô Phật. Thay mặt lớp học thành kính tri ân thầy kinh rất nhiều, và sư đã từ bi hoan hỷ chia sẻ Phật pháp. Phước báo vô lượng, sư xin thay mặt chư tôn đức tăng phúc chúc cho đạo tràng. Bà tu sắp ba măng gà lăng rắc khăn tu sắp ba đề quá ta sắp ba bút đà nu bà về nã sa đà sốt thị ba quanh tu tề. Bà tu sắp ba măng gà lăng rắc khăn tu sắp ba đề quá ta sắp ba đầm mà nu bà về nã sa đà sốt thị ba quanh tu tề. Bà tu sắp ba măng gà lăng rắc khăn tu sắp ba đề quá ta sắp ba sang gà nu bà về nã sa đà sốt thị ba quanh tu tề. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, gia nhờ oai đức của chư Phật, gia nhờ oai đức của giáo pháp, gia nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay ạ. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề qua tạ sanh ti quy hà ra qua si ni thủ về kha rê bồ thi kha rê tạ hình ta tham ma đa nê na pha quanh tu bù chỉ ta soạn thân ca đoạn tê tha quy hà ra măng đà lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phình kha vô xà ra mi ca đa na pa ti upa sa ca gà ma cha đề sa ni gà ma cha yê sa ra sâm ba na phu ta su khi ta pha quanh tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mô tham man tha ra cha bung ga la sang kho ho tu sa mang go an ma ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu san tham mô sa bê bi tham ma cha ri no gua tin sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba we di tê
y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô ý đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin hẹn lại chư vị Phật tử trở lại rung Nguyên Như Kỳ Viên vào tuần sau. Và Nguyên Như xin đọc sơ lại cái phần chương trình của lớp. Lớp Nguyên Như Kỳ Viên sẽ mở là 5 ngày trong 7 ngày một tuần, tính theo giờ Mỹ, từ thứ hai cho tới thứ sáu. Thì mỗi tối thứ hai và thứ ba sẽ là ngày ngạo quỷ sự của sư Pháp Thanh. Tối thứ tư sẽ là ngày học Kinh Mi Tiên Vấn Đạo của sư Chánh Hạnh. Tối thứ năm sẽ là ngày của sư Pháp Tính dạy mình về 12 nhân duyên, và tối thứ sáu sẽ là ngày của thầy Kinh Milanda dạy chúng ta về vi diệu pháp. Và mỗi ngày theo giờ Mỹ, từ giờ Washington DC, từ 9 cho tới 9:30 lớp thì sư Tâm, Nguyên Như và Nguyên Trang sẽ cùng ôn với các bạn và về bài tụng kinh vi diệu pháp. Thì mình sẽ học phần tụng kinh, xong sau tụng kinh về chia pháp, sau đó mình sẽ học về tụng kinh gồm pháp. Rồi nếu mà một thời gian sau, nếu mọi người thuộc rồi, thì mình sẽ học tính cái phần gọi là vi diệu pháp định nghĩa của Ngài Bửu Chánh. Ngài soạn ra rất là dễ hiểu cho mọi người, từ sơ cơ cho tới nâng cao, để chúng ta có thể biết thêm về tiếng Việt. Tại vì thường thường cái phần vi diệu pháp mình học nhiều cái từ ngữ của Hán ngữ quá đó, mình sẽ không hiểu gì hết. Thì Ngài có soạn ra, Nguyên Như có in những cái bản đó trên Facebook Nguyên Như Kỳ Viên. Nếu vị nào có cần tham khảo thêm, sẽ lên đó để mà download xuống. Thì mình có thể học trong cái phần mà 9:30. Thì khi học như vậy, thì khi Thầy Kinh giảng bài cho mình, mình sẽ giảng hiểu rất là nhiều thêm. Và xin sa thú chư vị, Nguyên Như chúc vị một ngày an lành và một đêm an lành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.